Xin chào tất cả các mẹ, ngày hôm nay chúng ta được đồng hành cùng nhau trong chương trình Hãy để Kid Plaza giúp bạn. Ngày hôm nay Kid Plaza sẽ đem đến cho các mẹ thân mến dòng sản phẩm sữa Similac số 2, hộp 400g. Như trên tay tôi đang cầm đây là hộp sữa Similac số 2 400g dành cho các bé có độ tuổi từ 6 cho tới 12 tháng tuổi. Với công thức đột phá cùng với hệ dưỡng chất tiên tiến Similac IQ HMO bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho con năng lượng để con có thể học hỏi mỗi ngày. Và sau đây là những đặc điểm của sữa Similac IQ HMO số 2. Sữa giàu canxi giúp cho trẻ xây dựng hệ xương rắn chắc, nằm nền tảng, hỗ trợ cho bé phát triển chiều cao, tầm vóc dáng của bé. Đặc biệt, thành phần chất béo không chứa dầu cọ tăng cường khả năng hấp thu canxi và DHA cùng với lượng protein chất lượng giúp bé tăng trưởng và phát triển cơ, tăng trưởng cân khỏe mạnh và một cách toàn diện. Hay protein kép và FSO hỗ trợ các vi khuẩn có lợi trong hệ tiêu hóa của trẻ, giúp tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ tốt cho hệ tiêu hóa đường ruột trong giai đoạn cho bé từ 6 cho tới 12 tháng tuổi. Sau đây sẽ là cách pha sữa cho bé có một ly sữa Similac thơm ngon và bổ dưỡng nhất. Để pha cho bé có một ly sữa Similac, đầu tiên mẹ cần rửa tay và xà bông thật kỹ trước khi pha sữa cho bé để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Và các sản phẩm đi kèm cho bé như bình sữa, núm ti, thìa, cốc đong. Mẹ cần tiệt trùng qua bằng máy tiệt trùng hoặc mẹ có thể ngâm vào nước sôi từ 5 cho tới 10 phút để đảm bảo trong thời gian này các sản phẩm trên đều được tiệt trùng, tiệt hết tất cả các vi khuẩn để đảm bảo an toàn sạch sẽ nhất. Sau khi tiệt trùng xong thì mẹ nhớ úp ngược lại các sản phẩm trên để làm cho các sản phẩm khô ráo nhất và thoáng mát. Sau khi tiệt trùng xong thì mẹ mở hộp ra và lấy thìa gạt ngang có sẵn trong hộp sữa. Mẹ nên nhớ chỉ tuyệt đối dùng thìa có sẵn trong hộp sữa, không nên dùng các loại thìa khác và các loại thìa thông dụng để pha sữa cho bé, như vậy sẽ không đạt đủ chuẩn lượng ml pha sữa cho bé. Mỗi một thìa gạt ngang trong hộp sữa Similac sẽ tương đương với 60ml nước. Khi pha sữa vào nước và trong bình xong, mẹ nhớ vặn chặt lại nắp bình sữa và dùng cầm tay lắc đều sữa để cho sữa ở trong bình được hòa tan một cách nhanh chóng nhất. Và mẹ cho bé uống sữa trong vòng 1 giờ đồng hồ. Nếu trong vòng 1 giờ đồng hồ mà bé yêu nhà mình vẫn chưa uống hết chỗ sữa thì mẹ tuyệt đối không nên cho bé uống tiếp chỗ sữa đó nữa, mà mẹ nên đổ đi. Sữa sau khi đã mở nắp ra và lấy đủ lượng cần pha, mẹ nhớ là nên đậy nắp lại để cho sữa ở trong bình không bị không khí ở bên ngoài lọt vào, làm cho sữa ở trong hộp bị biến đổi các chất và bị vón cục cũng như là ẩm mốc. Để đảm bảo sữa một cách an toàn nhất, mẹ tuyệt đối không nên để hộp sữa ở trong bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh. Và sữa sau khi đã mở nắp chỉ nên dùng trong vòng 3 tuần. Sữa sau khi đã mua về chỉ nên dùng trong vòng 18 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất thì đã được nhà cung cấp và nhà sản xuất in rõ ở dưới đáy mỗi bao bì của hộp sữa, cũng như các thông tin và các thành phần, các phần trăm dinh dưỡng ở trong hộp sữa đều được ghi rõ và in ở trên bao bì đằng sau mỗi hộp sữa. Mẹ có thể tham khảo thêm chi tiết các thông tin ở trên bao bì hộp sữa. Và đối với các bé có độ tuổi từ trên 6 tháng, mẹ pha cho bé nước ấm là 180ml và sẽ tương đương với là 3 muỗng thìa gạt ngang. Số lần mẹ cho bé uống trong ngày là từ 4 cho tới 5 lần, tùy vào nhu cầu ăn của mỗi bé. Mẹ tuyệt đối không nên để hộp sữa trực tiếp tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nên để cao và ở nơi thoáng mát với nhiệt độ phòng và để xa tầm tay của trẻ nhỏ. Hy vọng các thông tin trên sẽ là những thông tin hữu ích về dòng sản phẩm sữa Similac số 2 hộp 400g dành cho các bé có độ tuổi từ 6 cho đến 12 tháng tuổi. Những thông tin trên sẽ là những thông tin giúp mẹ hiểu biết hơn về dòng sữa Similac và cũng như là cách pha sữa. Xin chào và hẹn gặp lại mẹ ở các video tiếp theo.